cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Tập 95 Tư dạ hàn hỏi Oản Oản, hòn đảo mà anh đã kể với em lần trước, nhớ không? Biết biết, Oản Oản nhanh chóng đáp lời, hình như hòn đảo đó có người canh gác, có lẽ những người mất tích ở độc lập châu đều ở đó. Trong vài ngày qua, Atula tiến hành điều tra chặt chẽ, bên ngoài đảo có rất nhiều người phụ trách canh gác, trừ khi đảo bị bão tố, sẽ khó điều tra rõ ràng. Oản Oản ngạc nhiên hỏi, có rất nhiều người hả? Ngay cả Atula cũng không thể tiếp cận sao, Tư dạ hàn trầm tư suy nghĩ một lát rồi đáp. Không hẳn là không thể tiếp cận, chỉ là một khi tiếp cận thì át sẽ bị phát hiện nếu những người mất tích thực sự bị giam giữ trên hòn đảo đó. Một khi được phát hiện e là sẽ đánh rắn động cỏ, thậm chí những người bị giam giữ ở đó sẽ rơi vào nguy hiểm. Vậy phải làm sao bây giờ? Chuyện này, em không cần hỏi, anh sẽ xử lý. Tư dạ hàn nhìn sâu vào mắt cô rồi nói, nếu kỷ tu nhiễm còn sống, anh sẽ cứu anh ta ra ngoài. Anh biết Oản Oản đang hy vọng điều gì, Cô chắc chắn đang rất lo lắng cho kỳ tu nhiễm. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, tiếng của thuộc hạ thông báo, "Minh chủ, Nhiếp Vô Danh đại gia đến ạ." À. Oản Oản không khỏi cau mày, Nhiếp Vô Danh đã thành đại gia hồi nào vậy? Tư Dạ Hàn không nói gì mà đi lướt qua Nhiếp Vô Danh, anh ta liền lên tiếng gọi lại, "Em rể, sao vừa thấy anh vợ đã đi nhanh thế, buổi tối cùng ăn bữa cơm ha? Có gì tốt, mau nói đi." Oản Oản nhìn Nhiếp Vô Danh rồi hỏi, anh ta hớn hở cười như cái cách thường ngày vẫn thể hiện tùy ý như vậy em gái em có còn nhớ lúc trước em nói muốn tìm thấy những người mất tích không em gái anh nói với em anh đã tìm thấy nơi đó oản oản không giấu nổi sự ngạc nhiên trên khuôn mặt anh tìm thấy nơi giam giữ họ rồi sao nhiếp vô danh cao ngạo nói phí lời tất nhiên đã tìm thấy nếu không sao anh lại vội vã chạy đến quấy giày em và em giày chứ có một hòn đảo nhỏ cách độc lập châu không xa anh có tọa độ nhưng xung quanh được canh gác rất nghiêm ngặt oản oản mải mê suy nghĩ nơi nhiếp vô danh nói chắc là cùng một hòn đảo mà A Cửu đã nói. Oản Oản nghi ngờ nhìn anh ta, khoan đã, sao anh lại phát hiện được? Nhiếp vô danh cười ha hả, không phải anh phát hiện, anh lén đi theo em rể nên phát hiện đó. Em gái, Atula bọn họ không thể lẻn vào hòn đảo một cách lặng lẽ được. Oản Oản hỏi nhiếp vô danh với ánh mắt hoài nghi, vậy anh có thể sao? Không thể, trên đảo canh gác quá chặt chẽ, nhiếp vô danh bình thản đáp. Nhưng mà anh có cách để lên đảo. Cách gì? Oản Oản không khỏi tò mò cố tình bị họ bắt vậy là có thể lên đảo rồi oản oản chừng mắt nhìn anh trai cố tình bị bắt sao cách này mà cũng nghĩ ra được cô cũng chẳng hy vọng anh trai này có thể có sáng kiến gì hay ho mà đợi đã nếu chúng ta bàn bạc kỹ lưỡng với bên ngoài trước chúng ta có thể trong ứng ngoại hợp đến đánh gục trong một đòn em gái em thấy đầu óc anh suy nghĩ nhanh nhạy chưa cũng tạm được oản oản hờ hững nói anh cảm thấy sớm muộn gì những kẻ đó cũng ra tay với anh khi thời cơ đến anh sẽ giả vờ không địch lại rồi bị bắt đưa lên đảo. Như vậy thì quá là nguy hiểm, Oản Oản không cho rằng đó là phương án hay. Không sao, lúc đó em và Atula chuẩn bị ở bên ngoài, khi thấy thời cơ thích hợp anh sẽ phóng hỏa trên đảo. Mọi người thấy khói mù mịt thì hành động, chờ chúng ta trong ứng ngoài hợp, xông đến hòn đảo đó. Oản Oản có chút lo lắng mà nhắc nhở nhiếp vô danh, dạo này cẩn thận một chút, tam trưởng lão từng nói, người trực hệ có khả năng chuẩn bị diệt trừ nhiếp vô danh. Nhiếp vô danh hỏi cô, chỉ thế thôi sao, không thì sao chứ, rốt cuộc anh ấy có để lời nói của cô trong lòng không vậy? Em cũng quá xem thường em của anh rồi, người có thể lấy đi mạng sống của anh trên đời này vẫn chưa sinh ra đâu. Anh cũng không phải nhắm vào ai, nhưng các vị ngồi đây đều là cùi bắp, Oản Oản chỉ còn biết thở dài, cô bảo anh ta cẩn thận một chút, anh ta còn bảo cô cùi bắp sao? Buổi tối, Bác Đầu và Thất Tinh đang đứng bên ngoài ngôi nhà của Oản Oản nói chuyện, "Tôi nói này lão Thất, cậu nói chị Phong có phải cẩn thận và cảnh giác quá mức rồi không?" vô ý chúng ta có khác gì đá kê chân hôi hám dưới gầm cầu, sao những kẻ đó có khả năng ra tay với chị Phong chứ? Thất tinh liền lên tiếng, gần đây tình hình đặc thù, cẩn thận hơn cũng đúng. Nếu mà chị Phong thật sự bị bắt, độc lập châu chắc chắn sẽ ca tụng bọn chúng trừ hại vì dân, lão thất, cậu thấy tôi nói có lý không? Thất tinh chừng mắt nhìn bắt đầu, cậu tự đem bản thân so với đá kê chân, tôi không biết làm sao tiếp lời. Chị Phong đã chỉ dạy chúng ta thế nào, kêu chúng ta đừng mù quáng tự đại, cậu quên hết rồi à, bắt đầu cao giọng nói. Trong khi đó thất tinh nhìn cậu ta với ánh mắt coi thường, tôi nghĩ ý chị Phong muốn biểu đạt không phải như vậy. Trong nhà, lúc này Oản Oản đang gọi video cho đường đường, bé cưng, nhớ mẹ không? Nhớ mẹ, giọng nói của đường đường có sự kích động mà run lên, ba cũng nhớ mẹ. Oản Oản vui sướng cười rạng rỡ trông bé con sống với tư dạ hàn rất tốt, vậy mà cũng sẽ giúp ba nó nói chuyện cơ đấy. Ba con đâu? Oản Oản lên tiếng hỏi. Ở nhà bếp nấu cơm, Đường đường chỉ tay về phía nhà bếp, quả nhiên thấy tư dạ hàn đang đeo tạp dề nấu ăn. Ba nấu cơm con ăn có quen không? Hồi trước chưa quen lắm, hồi trước khó ăn, đường đường trả lời. Vậy còn bây giờ ba làm cơm thế nào rồi? Ăn được, cậu nhóc trả lời ngắn gọn, như vậy là tốt hơn trước một ít, tạm ổn. Đúng rồi mẹ ơi, nơi này có rất nhiều phụ nữ, oản oản trợn tròn mắt kinh ngạc, có rất nhiều phụ nữ sao? Dạ, tất cả đều là thuộc hạ của Mộc Mộc, cô không khỏi thắc mắc, Mộc Mộc là ai? là lâm khuyết oản oản lúc này cũng thở phào một tiếng mẹ ơi những người phụ nữ đó ai cũng tiếp cận ba vậy ba con tỏ thái độ gì mẹ yên tâm đi ạ tất cả bị con đuổi hết rồi bọn họ không có cơ hội lại gần ba bé cưng con làm giỏi lắm con thật sự là hiểu mẹ quả là con trai ruột của mình bé cưng giỏi lắm đêm đến khi oản oản đang ngủ say thì bỗng nhiên nghe thấy có tiếng động lạch cạch ngoài cửa tiếng gì vậy nhỉ sau đó là tiếng sột soạt vang lên càng rõ ràng khiến cô không khỏi giật mình có người xông vào biệt thự sao oản oản ngay lập tức nhắn tin cho thất tinh có người xông vào phòng chị lẽ nào là đám người đã bắt kỳ tu nhiễm ư quả nhiên là vậy e rằng hơi khó chơi rồi dù sao người như kỳ tu nhiễm còn dễ dàng bị bắt đi như vậy mình thì tính tuổi gì kết một tiếng cánh cửa phòng đột nhiên bị mở ra oản oản vẫn giả bộ nằm im một bàn tay từ từ tiến lại gần người cô đèn trong phòng bất ngờ được bật sáng thất tinh và bắt đầu vội vàng chạy vào chị phong chị không sao chứ người nào dám lẻn vào phòng chị phong oản oản quay ra nhìn thì không khỏi hốt hoảng là bà sao